Nỗi ám ảnh kinh hoàng của giặc Mỹ, Thượng tướng Nguyễn Minh Châu. Quý vị thân mến, từ một tiểu đội trưởng hoạt động độc lập, Thượng tướng Nguyễn Minh Châu, bí danh Năm Ngà, trở thành một ông lớn, từng là nỗi ám ảnh kinh hoàng đối với kẻ thù ở chiến trường Nam Trung Bộ và Tây Nguyên suốt hai cuộc kháng chiến. Tướng Nguyễn Minh Châu là vị chỉ huy trận đánh chiếm đồn Phú Hải ở Lầu Ông Hoàng bằng chiến thuật kỳ tập, mở ra cục diện mới trên chiến trường Bình Thuận lẫn quân khu 6, rồi chỉ huy trận phục kích Đắc Pơ trên đường 19, bắt sống Quan Năm sắp được phong tướng Barox. Để hiểu thêm về ông, mời quý vị và các bạn theo dõi video ngay sau đây của Chân Dung Lịch Sử. Trưởng thành từ những khó khăn. Thời thơ ấu của Thượng tướng Nguyễn Minh Châu là chuỗi ngày mồ côi, gian nan, bất hạnh. Ông sinh ngày 20 tháng 8 năm 1921 tại xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Mới được mấy tháng tuổi thì mẹ mất. Vị tướng tương lai không kịp nhận biết hình ảnh người mẹ vắn số. Lên 6 tuổi, bắt đầu cấp sách đến trường làng. Nhưng học được có vài năm thì nạn đói hoành hành khắp nơi. Tướng Nguyễn Minh Châu cùng với hai người anh phải nghỉ học, phụ cha làm lụng kiếm cái ăn cái mặc qua ngày. Trước cảnh túng bấn, côi cút của gia đình, cha ông quyết định đi bước nữa. Người mẹ kế trông nom nhà cửa, ruộng vườn, nhưng cơm vẫn không đủ ăn, có lúc phải ăn củ nần cả tháng. Năm 16 tuổi, năm 1937, ông liều lĩnh trốn nhà ra đi với hy vọng tìm được một việc làm tốt hơn nghề nông, có thể thay đổi phần nào cuộc sống của mình và gia đình. Không có chỗ dựa quen biết, không tiền bạc và nhất là chưa có giấy thuế thân, Nguyễn Minh Châu chỉ quanh quẩn làm lụng ở Tây Ninh, nên nửa năm sau người nhà kiếm bắt về. Đến năm 18 tuổi, năm 1939, ông kiếm đủ tiền đóng lấy giấy thuế thân, lại âm thầm chuẩn bị trốn nhà lên Sài Gòn, xin vào hãng Delagat, vừa học vừa làm công thợ điện. Nhưng mới gần một năm, thấy mình chẳng học được gì, ngoài việc chỉ biết quay cho máy nổ và bị sai vặt, xúc than, gánh nước đổ lò, Nguyễn Minh Châu bèn xin nghỉ. Cuối năm 1940, quân Việt Nhật ồ ạt xô quân vào nước ta, tuyên truyền đánh đổ thực dân Pháp, giành độc lập cho Việt Nam. Tưởng quân Nhật thực lòng giúp Việt Nam giành độc lập, ông đăng ký 3 tháng quân trường, rồi xin chuyển sang học nghề. Nhưng làm mới được một tháng, nghe ngóng tình hình mới biết là quân Việt Nhật giả dối, nên ông rủ một người bạn làm chung bỏ trốn. Được 4 ngày thì quân Nhật tình cờ bắt gặp, đưa ông cùng với bạn học về xí nghiệp súng đạn ở xóm Chiếu làm lại. Khoảng 4 tháng sau, ông tìm cách trốn một lần nữa. Sau đó, ông xuống 6 kho ở Tân Thuận, Nhà Bè xin việc. Từ đây, ông bắt đầu được giác ngộ hoạt động bí mật. Cuối năm 1943, ông cùng với một người bạn tên là Đức, quê ở Bình Định, tham gia dán truyền đơn, khẩu hiệu cho Việt Minh, rồi được tổ chức giao thêm nhiệm vụ quan sát kho tàng súng đạn của Nhật, ăn cắp, mang về cất giấu. Tháng 8 năm 1945, ông tham gia giành chính quyền ở Sài Gòn trong tổng khởi nghĩa cách mạng, rồi sau đó tham gia quân đội. Vị tướng dày dạn trận mạc. Ngày 23 tháng 9 năm 1945, quân Pháp núp bóng quân Anh quay trở lại xâm lược Nam Bộ. Ông từ trinh sát viên trở thành chỉ huy tiểu đội, trung đội đánh nhau với quân Pháp, giữ cầu Thị Nghè, cầu Bông. Nhưng trước sức mạnh áp đảo của đối phương, theo lệnh của Ủy ban Kháng chiến Hành chính miền Đông Nam Bộ, các đơn vị bộ đội tạm thời rút lui khỏi thành phố. Chuyển quân về Xuân Lộc, rồi Phan Thiết, ông được lệnh giao bộ đội tiếp viện cho mặt trận Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa. Xong nhiệm vụ, ông từ Phan Thiết quay về Biên Hòa, tập hợp những người ốm đau còn lại, tự trang bị vũ khí để chiến đấu. Đơn vị khoảng 50 người bầu ông làm trung đội trưởng, hoạt động độc lập. Tình hình hết sức phức tạp, súng đạn thì thiếu thốn, không có sự chỉ đạo thống nhất. Trung đội của ông thường bị quân Bình Xuyên tước vũ khí. Cuối cùng ông đưa đơn vị gia nhập đoàn quân Nam Tiến. Ông trở thành đại đội trưởng đại đội Hoàng Hoa Thám, làm chủ vùng Hàm Thuận, tỉnh Bình Thuận. Nhưng trước sự lấn chiếm của quân Pháp, chi thức quân sự còn yếu, bộ đội rơi vào tình trạng đói khát và bị bế tắc về chiến thuật. Trước tình hình đó, ông nghĩ đến cách đánh lấy đồn mà ít tiêu hao về lực lượng và vật chất kỹ thuật nhất. Sau khi nghiên cứu kỹ lưỡng, ông vào đánh đồn Phú Hải ở Lầu Ông Hoàng, Phan Thiết. Đây là trận đánh rất có ý nghĩa về mặt chiến thuật, làm thay đổi cả tình hình quân sự trong tỉnh lúc ấy.
Đồn Phú Hải là đồn bị quân ta lấy đầu tiên trong chống Pháp ở Bình Thuận. Sau này, các nhà nghiên cứu khoa học quân sự gọi cách đánh đó là chiến thuật kỳ tập. Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, ông tham gia chỉ huy và chiến đấu tại chiến trường khu 6. Năm 1953, binh đoàn 100 là lực lượng cơ động mạnh của quân đội Pháp vừa tham chiến ở Triều Tiên trong lực lượng Liên Hợp Quốc, được tăng cường cho Đông Dương vào cuộc chiến cuối cùng của kế hoạch Nava. Tư lệnh binh đoàn 100 là viên quan năm Barox được đề bạt xét thăng quân hàm cấp tướng. Lúc ấy, quân ta tổ chức phản công liên tục trên chiến trường Tây Nguyên và Nam Trung Bộ để phối hợp với chiến trường Điện Biên Phủ. Chiến dịch Atlanta bị ta bẻ gãy. Nava lên kế hoạch rút bớt quân khỏi Tây Nguyên để chi viện cho các hướng và co cụm lực lượng hình thành các khu vực phòng ngự mạnh. Tinh thần quân Pháp suy sụp. Đầu năm 1954, ông từ Trung đoàn 108 được điều về khôi phục củng cố lại Trung đoàn 96 trên cương vị Trung đoàn trưởng, hoạt động liên tục trên đường 19, đánh thắng nhiều trận ở Hà Tam, Măng Giang. Trung đoàn 96 được giao nhiệm vụ sẵn sàng đánh phá tiểu khu An Khê và tiêu diệt địch rút chạy trên đường 19. Trung đoàn đã đánh nhiều trận trên đoạn Măng Giang, An Khê, nhưng đoạn suối Đắc Pơ thì chưa đánh trận nào. Tuy hiểm trở, nhưng đoạn đường Đắc Pơ lại nằm giữa hai cứ điểm của địch. Quân Pháp luôn tăng cường trinh sát bằng không quân, biệt kích, thám báo. Từ quan sát hiện trường, ông đã chọn đoạn suối Đắc Pơ về phía đông để làm yếu điểm phục kích chờ địch. Đoạn này dài 800m do tiểu đoàn 79 phụ trách, còn đoạn phía tây suối Đắc Pơ do tiểu đoàn 40 phụ trách. Những đơn vị khác cũng được bố trí ở những điểm có thể phát huy tối đa khả năng tác chiến. Sáng ngày 24 tháng 6 năm 1954, khi nghe tin đoàn xe hơn 200 chiếc của binh đoàn 100 đã rời An Khê đến Cà Tung, cách Đắc Pơ khoảng 7 cây số, ông liền mở cuộc họp chấp nhoáng với ban tham mưu và ra quyết định cụ thể cho từng đơn vị. Trận đánh bắt đầu vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 24 tháng 6 và kết thúc vào 12 giờ trưa ngày hôm sau. Chiến sự hết sức ác liệt. Dù bị đánh bất ngờ, đội hình rối loạn, nhưng nhờ có kinh nghiệm trận mạc và hỏa lực mạnh nên địch chống trả quyết liệt, gây cho ta nhiều khó khăn trước khi chúng hoàn toàn bất lực chấp nhận đầu hàng. Sau khi địch buông vũ khí, ông đích thân cùng với ban chỉ huy trung đoàn đi quan sát trận địa. Trên 900 quân Pháp bị tiêu diệt, gần 600 bị thương nằm rải rác. Qua năm sắp được thăng tướng Barox và bộ chỉ huy binh đoàn 100 cùng với 1.280 quân bị bắt sống, 375 xe các loại bị cháy, bị hư hỏng, 229 xe còn nguyên hoặc hư hỏng ít. Trung đoàn 96 tiêu diệt hoàn toàn cánh quân địch rút chạy và giải phóng tiểu khu An Khê. Trong khi đó, binh đoàn cơ động 42 của địch do quan năm Sokel chỉ huy từ Pleiku xuống đón binh đoàn 100 đã bị trung đoàn 108 của ta do trung đoàn trưởng Đoàn Khuê, sau này là đại tướng Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, chỉ huy chặn đánh tơi bời, phải tháo chạy thoát thân. Trận phục kích Đắc Pơ gây chấn động không chỉ ở Đông Dương mà lan sang cả nước Pháp, góp phần làm suy sụp tinh thần quân đội viễn chinh. Đây là trận đánh được giới chuyên gia quân sự xem là lớn nhất, oanh liệt nhất ở Trung và Nam Bộ trong kháng chiến 9 năm chống Pháp. Sau khi trận đánh kết thúc, Đại tướng Tổng Tư lệnh Võ Nguyên Giáp đã điện khen ngợi và Chủ tịch Hồ Chí Minh ký quyết định trao huân chương kháng chiến hạng nhất cho Trung đoàn 96. Sau Hiệp định Geneva, ông chuyển quân tập kết ra Bắc. Khi đó, ông là tỉnh đội trưởng tỉnh đội Bình Thuận. Năm 1958, sau một thời gian ra Bắc làm sư đoàn phó sư đoàn 305, tướng Châu được phong quân hàm thượng tá. Tháng 4 năm 1963, ông trở về Nam nhận nhiệm vụ tư lệnh quân khu 6 và đến tháng 5 năm 1965 được thăng quân hàm đại tá. Tháng 4 năm 1974, ông được thăng thiếu tướng lúc đang giữ trọng trách tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy quân Giải phóng miền Nam. Đầu năm 1975, Bộ Tư lệnh quân Giải phóng miền Nam quyết định thành lập đoàn 232, tương đương một quân đoàn, trên cơ sở Sư đoàn 5 và Sư đoàn 302 cùng các binh chủng phối thuộc nhằm chuẩn bị lực lượng cho hướng tấn công phía Tây và Sài Gòn khi thời cơ đến. Thượng tướng Tư lệnh miền Trần Văn Trà giao cho ông làm Tư lệnh đoàn 232, Thiếu tướng Trần Văn Pháp làm chính ủy, Thiếu tướng Nguyễn Văn Nghiêm làm phó tư lệnh. Khi tiếng súng chiến dịch Hồ Chí Minh nổ ra, đoàn 232 là một trong năm cánh quân từ hướng Tây tấn công vào Sài Gòn.
Lực lượng đoàn 232 lúc này còn được bổ sung thêm sư đoàn 9 của quân đoàn 4, cùng với một số trung đoàn phối thuộc và bộ đội địa phương. Trên đường tiến về Sài Gòn, đầu tiên, đoàn 232 đột phá tuyến phòng thủ thứ nhất từ dòng sông Vàm Cỏ Đông tới biên giới Campuchia với các tiểu khu, chi khu dày đặc như Long An, Hậu Nghĩa, Bến Lức, Đức Hòa, Thủ Thừa. Tiếp theo là đập tan tuyến phòng thủ thứ hai của địch, gồm các chiến đoàn ngụy, phòng ngự hướng Tây Nam, cắt đứt đường 4, này là quốc lộ 1, giải phóng dân, hỗ trợ nhân dân nổi dậy. Cuối cùng, tiêu diệt hệ thống phòng thủ ven đô kiên cố của địch. Cuộc chiến đấu tại vùng ven thành phố diễn ra hết sức gay go ác liệt. Địch cố chặn bước tiến của đại quân, hòng bảo vệ bằng được Sài Gòn. Nhưng đã muộn. Sư đoàn 9 làm nhiệm vụ mũi nhọn, thần tốc đánh chiếm biệt khu thủ đô, phối hợp với quân đoàn 3 đánh sân bay Tân Sơn Nhất. Sư đoàn thiếu của quân khu 8 từ hướng Nam đánh lên chợ gạo, chiếm hai chi khu Cần Duộc và Cần Đước, vượt cầu Nhị Thiên Đường, cầu Chữ Y, đánh chiếm tổng nha cảnh sát và tổng kho xăng dầu Nhà Bè. Sau khi đã hoàn thành các mục tiêu, sư đoàn 302 tiếp tục truy quét tàn quân ngụy phản kích. Sư đoàn 5 thì trận đánh địch từ Sài Gòn chạy về miền Tây và từ miền Tây kéo lên Sài Gòn. Sài Gòn hoàn toàn giải phóng. Khoảng hơn 12 giờ ngày 30 tháng 4 năm 1975, ông có mặt ở Dinh Độc Lập. Sau đó, ông nhận công tác quân quản, truy quét tàn quân địch, ổn định an ninh trật tự ở ngoại ô Sài Gòn. Tháng 6 năm 1981, sau khi hoàn thành nhiệm vụ từ chiến trường Campuchia trở về, ông được thăng trung tướng, phó tư lệnh quân khu 7. Đến tháng 1 năm 1986, ông được thăng thượng tướng, tư lệnh quân khu 7, rồi phó tổng thanh tra quân đội. Tháng 5 năm 1988, ông được cử làm trưởng đại diện Bộ Quốc phòng tại phía Nam. Đồng chí Nguyễn Minh Châu còn được bầu làm Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 5 và khóa 6, Ủy viên Đảng ủy Quân sự Trung ương, đại biểu Quốc hội khóa 7 và khóa 8. Ông được nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh. Anh Năm Ngà đáng kính. Thượng tướng Nguyễn Minh Châu được coi là một trong những vị tướng thuộc hàng ngũ khai quốc công thần. Không những với đồng cấp hoặc cấp trên, mà đối với cán bộ chiến sĩ thuộc quyền, tướng Năm Ngà cũng là con người luôn xem trọng nghĩa tình. Từ một người lính trải qua máu lửa chiến tranh trở thành một tướng lĩnh cao cấp, ông rất am hiểu tâm thế của người lính. Vị tướng này từng nói: "Không có ông tướng nào đem lại cho tôi sự khâm phục bằng hình ảnh người lính. Họ hồn nhiên, trong sáng, quả cảm, không hề biết run sợ trước cái chết. Và chính nhờ sự hy sinh to lớn của hàng vạn người lính mới sản sinh ra được những vị tướng." Yêu thương lính nên tướng Năm Ngà cũng được lính hết sức thương yêu và kính trọng. Cán bộ, chiến sĩ các lực lượng vũ trang quân khu 6 trìu mến gọi Thượng tướng Nguyễn Minh Châu, vị tư lệnh yêu quý của mình, là anh Năm Ngà. Cái tên đã gắn bó với bao nhiêu chiến công oanh liệt trên chiến trường khu 6 đầy gian lao và anh dũng. Họ kính trọng và tôn vinh anh là người anh cả của mình bởi đức độ, tài năng và sự đóng góp to lớn của ông đối với trang sử vẻ vang của các lực lượng vũ trang quân khu 6. Hy vọng những chia sẻ ngày hôm nay của Chân Dung Lịch Sử sẽ giúp quý vị có cái nhìn rõ hơn về Thượng tướng Nguyễn Minh Châu, một vị tướng khai quốc công thần đáng kính của Việt Nam. Hãy để lại tên nhân vật mà bạn đang muốn tìm hiểu xuống phần bình luận. Chân Dung Lịch Sử sẽ gửi tới quý vị và các bạn thông tin trong những số phát sóng tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.